Còn gái con nữa kìa. Dậy đi Mi ơi, muộn lắm rồi đấy. Ô này, dậy đi, muộn lắm rồi, trễ học bây giờ, có thể dậy đi. Ồ trời ơi, cho em xin 5 phút nữa đi, xin 5 phút rồi thôi. Này, tao nghe câu 5 phút của mày này chán lắm rồi nha, dậy đi, dậy. Dậy đi. Ô này, mày dậy không? Ôi trời ơi, Cường. Động đất hả anh Cường? Anh Cường. Anh Cường ơi. Cái gì? Động đất à? Đau đầu quá. Ngồi đần thối mặt rồi đấy. Nhanh đi bán sáng đi. Trời. Tiêu không yên. May mà thời tiết nó không nắng nóng đấy. Lúc nào bắt em học cả ngày học, có lúc đâu bắt em học như thế, có giỏi lên được đâu. Không hiểu nhỉ. Ăn đi mà đi học. Muộn giờ rồi. Bực mình. Nay trời mưa đấy. Nay nắng to không anh? Vừa mưa vừa nắng đấy. Đi học nó cầm gáo mưa vào. Bà tin này xem, cháu thì xem nhỉ. Dạ học chưa? Anh Cường ơi, để cái thau ở đây làm em ngã rồi này, đau lắm rồi. Cái gì đây? Làm sao? Em bị đau. Trời ơi, cái con này. Ai ô, ai ôi. Ách chà chà, anh tự mắc bẫy rồi nha, em đi học đây, bye bye anh. Này, cái con này. Được rồi, lát nữa mày học về mày biết tại tao. Ai ơi. Thế này mới là cuộc sống chứ. Anh Tuệ cứ bắt mình đi học. Học nữa, học mãi mình vẫn cứ ngu thì anh Tuệ bắt mình học làm cái gì nhỉ? Ôi. Em. Làm gì đấy? Anh Dương. Ô này. Mày đang nhìn cái gì đấy? Hả? Anh đang dính cái gì à? Em đang tận hưởng cuộc sống thôi. Cái gì? Tận hưởng cuộc sống á? Vâng. Ô, mày ngẩn ngờ hay sao? Cái gì đấy? Hả? Này, đúng là bản thân của anh Tượng có khác nha. Bới thì cũng thấy giống anh Tượng ạ. Này, quần bẩn. À, quần bẩn này, cảm ơn nhá. Sao mày với anh Tượng làm sao? Thì mày làm sao? Không có gì hết, chẳng có gì hết mà làm sao cả. Tao nghi nhá, thế đi chơi đi. Cái gì? Đi chơi. Anh đi một mình đi, em còn phải đi học. Đi học á? Vâng. Đi đi. Không, anh Tượng mà biết anh Tượng đánh em chết. Cứ yên tâm, anh có cách hết. Không gì phải lo, thằng Tượng không bao giờ biết luôn. Thật á? Thật không? Hứa luôn. Móc tay này mà. Tay chơi nha. Rồi, đi, cần gì phải lo cái gì nhở? Theo con đi. Có cách của anh nhỉ. Trời, em với con nào. Ai kem đi. Kem dưa hấu, kem đậu xanh ăn vào mắt lạnh cả mồm đi. Ôi đây. Anh kem đi. Có kẹo rồi, bắn kem. Bây giờ như này nhá. À. Em lấp vô đi. Lấp vô đi. À, bà. Lấp luôn đi. Kém đi. Ôi bạn ơi bạn. Này, bạn ơi. Cứu tôi cái. Nhanh. Ai chà. Ai chà. Ở đây. Mày làm cái gì đây? Ô đây. Tôi bảo này. Hình như tôi vừa úp được con phượng hoàng hay con bịp hay là con gà mái gì đó đó. Thật á? Trời ơi. Từ từ nó bay mất thì sao? Gà đúng không? Ừ. Gà nhà tao đấy. Sao mày biết gà nhà mày? Thì bây giờ mày ngửi đi. Mày ngửi mày thấy cái mùi thum thủm không? Có thấy. Ừ. Tao chỉ cần ngửi một phát là tao biết gà nhà tao ngay vì tao ngửi quen rồi. Đích thị là gà nhà tao rồi. Làm sao mà mày biết được? Tao chắc chắn mà tao nói sai tao làm quan mày. Nhá. Được chưa? Bây giờ như này nhá. Rồi. Tôi mở ra cái là bạn phải chụp luôn. Rồi, hiểu đây, không? Đây, đây. Không là nó đi mất. Nó bay mất tiếp bây giờ. Rồi chặn sàng đấy chưa? Bài một đấy này. Anh chàng rồi cứ mở ra được là tao ngủ thôi. Đây rồi đây. Nào mở đi. Cái gì mà mắt mày cứ nhảy lên đây này, tập trung trên môi đây này. Là mi để ý là mắt tôi bụi, bạn hiểu không? Nhanh lên. Bụi. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Tôi đếm từ 1 đến 3 là phải vồ luôn, không bay mất nhá. Chắc chắn rồi. 1. Nhanh lên. Đây này. 2. 3 này. Bạn ơi, gà thua quá. Ôi trời ơi, tao ngon chúng mày, tao lừa tao, trời ơi. Đây phải gà nó bùn mà.
mày cứ chạy đi, tao mà bắt được nhá tao đập chết. Bắt hộ tao cái. Rồi mày cứ chạy đi. Đây đây đây, họ ngồi đây. Ôi trời. Này, rồi anh nói với em thế này, nãy em có thấy cái mặt thằng Tú không? Có. Thấy cái mặt nó không? Mặt ôi trời, ở đây có phải gà đâu, đây là cất mà. Mặt này Tú hồi nãy giống như là cái đít chí em nhờ. Anh em. Em bảo anh à. Hả? Thế rồi bây giờ làm sao mà mình về được? À thôi. Anh nghĩ ra một cách rồi. Làm sao anh? Hả? Như cái gì? Mồm. Cái mồm. Cái mồm em làm sao à? Dính mày... gì à? Ý là cái mồm mày đó, mày không hiểu mà. Miệng xinh này. À miệng xinh thì miệng em xinh đẹp lắm đây mà. Ý là cái mồm mày đang bị đau đúng không? Nói dối anh tượng rồi. Thế là không bị đau hả? Không. Để người ta nghĩ cách xem nào. Ừ. Thế thường thường mày đi học mày hay làm gì? Em đi học á? Ừ. Em ngủ. Tao đang hỏi nghiêm túc đây. Thì có cái gì thì anh nói hẳn là đi, anh cứ búp bờ mở em nghĩ gì nhà em đi học em ngủ. Em học ngu mà. Thế đi học mà không được phát biểu à? Không được cô giáo gọi lên phát biểu các thứ à? Gọi lên đứng bảng. Hả? Không luôn. Không. Trời ơi. Em lén em về đúng không? Ừ. Xong là em vo viên giấy vào mồm này. Vừa phải thôi. Ừ. Mày đang bị đau mồm đúng không? Ừ. Tốt nhất là mày cho nó phồng phồng, hơi phồng phồng cái mồm thôi, xong nói ít đi là được. Là không bị phát hiện, nhưng mà phát hiện ra là chết đấy. Ok thôi rồi, thế thì thôi, em về trước nha. Ờ đi đi đi, theo đi. Về con tự anh nghi đó. Ừ. Anh nhớ luôn đi rồi nha. Cho anh luôn này. Thôi thôi, ăn đấy rồi. Này, sao mày không đi học à? Em bị đau răng, cô giáo cho về rồi. Có thật không đây? Thôi được rồi, vào nhà đi. Tao lấy khăn lạnh cho mà đắp. Ừ. Anh Tưởng ơi, đau lắm rồi. Ôi thôi, chưa được. Làm sao? Đau lắm rồi. Này, đắp lên đi. Này, sao mày đau lắm à? Hay là anh đưa mày đi viện nhá? Chứ sao? Thế mày thang cái gì? Em thèm ăn sườn. Sườn á? Ừ. Con này đau răng lại đòi ăn sườn. Thôi rồi, để tao đi mua sườn về hầm cháo cho ăn nhá. Này, cái lát nữa mà cái khăn mà hết lạnh thì nhúng vào đây nhá. Nhớ chưa? Nhớ là mìm đây đấy. Đi nhanh lên nhá. Nhanh về nhá. Anh được. Rồi. Tao mà bắt được chết với tao. À, đây 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 rồi. Cây thiếu đất. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Này 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 này, đứng lại. Đi đâu? Tự nhiên bạn lại chặn đầu xe tôi là sao? Tự nhiên cái gì mà tự nhiên? Không có gì là tự nhiên hết. Này, ai làm gì mà cứ quát lên thế? Này nhá, tôi nói thật bạn nhá, hôm nay mà tôi không tính sổ với con Minh nhà bạn nhá, tôi đổi danh họ bạn luôn. Chứ làm sao? Nó bị đau răng cơ mà, tính sổ cái gì? Cái gì đau răng á? Đau răng mà đi lừa kem, ăn kem nhá, cười khô 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 lỗ luôn. Lừa tôi đây này, bạn nhìn đi, bạn thấy gì không? Mùi gì thâm thủm đấy. Cứt đấy chứ còn cái gì nữa. Được rồi, bây giờ con đi nó dại thì tôi mang. Chuyện nó cũng đã thế rồi. Thôi để tôi đền kem cho bạn nhá, được chưa? Rồi. Về phần con Mi ấy, lát nữa về tôi sẽ dạy cho nó một bài học. Rồi, nhớ đánh thật đau nha, đánh cho chừa cái tội đi lừa người đi. Còn bây giờ tôi đi tìm thằng Lương để tính sổ với nó bây giờ. Mi ơi là Mi,
Cái gì đây? Mi ơi! Mi! Mi ơi! À, đâu thằng anh được ơi! Thế này làm đấy nhá! Để anh đi đeo cháu sườn! Mùi gì mà thơm nhở? Anh tưởng làm sắp xong rồi. Thơm quá đi mà thôi. Anh Thường ơi. Này, dậy đi. Sườn chiên xả xong rồi này. Dậy đi. Này này này. Làm gì đấy? Mày đang đau răng làm sao ăn được cái này? Em ăn cái gì? Đây. Tao đã chuẩn bị cho mày cái này rồi. Em ăn cháo á? Ừ. Nó nhạt lắm. Cháo là còn đòi nhạt. Nhạt mồm ấy. Đây. Có luôn. Cháo với hành. Đẳng cấp chưa? Mày ăn cháo với hành á, đảm bảo mày hết đau răng luôn. Không ăn được cái này. Nhớ chưa? Này này, ăn cháo đi. Hư cái gì mà hư. Đấy, mình chê nhạt, không muốn nhạt. Đấy, ăn đi. Ăn đi nhá. Ôi dồi, sao sườn nó thơm thế nhở. Chấm mấy ớt xem nào. Ngon thế chứ lại. Ăn đi chứ. Ăn đi không cháo nó nguội mất. Ôi này. Cái vết đau của mày nó đang chuyển từ bên trái sang bên phải à? Đâu, không, ngoài đó nhìn nhầm. À, thế chắc tao nhìn nhầm. Ăn cháo cho mau khỏi nhanh lên. Này, lâu lắm rồi tao mới tìm được cái miếng sườn mà nó ngon như thế này đấy. Này, hôn nhưng mà tiếc cho mày nhỉ. Kẻ mà không lo răng là cũng được ăn sườn rồi đấy. Sườn mà lại còn xào với lại xả ớt nữa chứ. Thôi ăn cháo đi. Mày Thường. Thế Em nói bây giờ em nói. Em không bị đau răng đâu. Thế là anh Lương anh xúi em như thế để em trốn học em đi chơi đấy. Còn cái gì nữa? Em lấy kem của chú Tú. Xong rồi sao? Em xin lỗi anh Tưởng, em biết sai rồi, từ nay em không như thế nữa. Tí nữa em sang em xin lỗi chú Tú rồi em viết bản kiểm điểm để nộp với nó cô giáo. Anh cho em ăn nhé. Nhớ chưa? Vâng. Chứ mày học được ra cái thói bắt đầu đi nói dối đấy hả? Lại bắt đầu lại giả vờ đau răng rồi còn trốn học nữa. Em biết sai rồi. Từ nay chừa đi nhá. Vâng. Nghe chưa? Vâng. Một lần nữa mày biết tay nào đấy. Cho em ăn nhé. Ăn đi. Ngon không? Ngon. Anh Tượng ăn sườn ngon nhỉ? Cũng mà chỉ có đồ ăn của anh Tượng làm mới ngon thôi. Anh Tượng là số 1, là năm vụ ăn. Ăn đi không phải nên.
Tao tưởng nay mày bị đau răng thật, đúng là không đáng sườn đâu. Không bị đau răng đâu. Mày gọi làm như thế này thì không phải đi đến vợ nữa đâu. Tao bảo mày suốt đời thế này à? Nhưng mà giết vợ thì ăn cho anh với em. Chuyện này chuyện của mày, chuyện của tương lai, chịu. Em mời anh mì cơm. Cơm đi. Cơm thức ăn có không ăn mà ăn canh không được sao? Này chán. Này, cơm không ngon hay sao á? Không ăn đi. Anh chán chán kiểu gì anh ăn giống như là nhai nhai đá. Nay mà cũng có ngày mà chơi cơm cơ. Em là con người cũng phải có lúc này lúc kia chứ. Trời nắng nóng như thế này, mệt như thế này, ai chẳng như thế. May mà chưa đổ ốm là may rồi. Công nhận mấy ngày nay trời nắng thật. Mai nấu cái gì lại lại cho em ăn cho nó đỡ ngấy nhá. Thôi đi ăn phở nhá. Không. Thôi đi ăn bánh cuốn. Không, chán. Thôi đi ăn đất. Anh bị làm sao nhỉ, em đang ngồi sống sờ như này anh để bảo em ăn đất là sao? Tao hỏi cái gì mày cũng không thì bây giờ biết cái nào. Rồi ăn đi. Mày không ăn, ăn đến đói thì không có gì ăn đâu đấy. Mà chán lắm. Mì ơi, mày lấy cho anh cái bát ô tô ở đây xem nào. Vâng. Lại cái gì đây? Cái gì đây? Vỡ bát rồi anh ạ. Sao lấy một cái bát cũng vỡ được? Nhưng mà em chưa kịp làm gì mà em mới vừa cầm ra xong một cái rồi nó vỡ luôn. Lại cái. Mà đi nhà đi. May mà tao còn cất được mấy cái bát đấy. Không phải đi mua rồi. Tôi xem đi nhà anh dọn cho em nhá. Cháu là cái sự gì? Cái gì đấy? Sao lại vẫn còn cái túi nuôi ở đây thế này? Đúng rồi. Cái này mà nấu với xương lượn thì đúng là chữa bệnh chán ăn của con Mi được rồi. Duyệt. Mi ơi. Dạ. Xuống đây bảo này. Có chuyện gì mà em vừa đi lên nhà xong lại kêu em xuống rồi. Này. Mày chạy ngay ra chợ mua anh ít xương lượn về đây đi lên. Để anh nấu nuôi hầm xương lượn cho mày ăn. Tao đảm bảo mày là cái bệnh chán của mày hết luôn. Đi đi. Cho em thêm tiền mua hoa quả đi. Cái gì? Cho em thêm tiền mua hoa quả. Đúng là chỉ có thế lên đành rồi. Này, đi đi. Thêm một đổi này. Ôi trời ơi, là này, trời ơi, ơi là trời ơi. Này này này, chú đi đứng cái kiểu gì đấy? Thế chú không biết là tí nữa chú phải cháu là tai nạn giao thông à? Xin lỗi cháu đi này. Xin lỗi cái con khỉ khô ấy, tao làm gì phải xin lỗi mày. Mày không xin lỗi tao thì thôi. Này, chú đi xe nhanh nha, chú đi xe đạp đáng nha, chú phải biết còi nhá. Cháu đi bộ làm sao cháu phải biết còi được? Xe đạp thì lỡ đâu ra còi mà bíp. Đúng thì lỗi đúng không? Đúng. Anh Cường ở đây không phải bắt nạt em. Chắc nó đánh tao chứ. Thế chú có xin lỗi cháu không? Tao xin lỗi. Thế chú nghĩ là chú mới vừa xin lỗi xong chú đánh cháu bây giờ thế là xong à? Chứ mày muốn cái gì nữa? Cháu không biết, không được xin lỗi chua như thế. À đây. Chú cái kẹo mút. Tao mới mua đấy chưa ăn đâu. Xin. Tha nhá, tạm tha lỗi nhá. Thôi được rồi. Mày tránh cho tao vào và bảo tao gặp thằng Tượng á. Bận lắm. Bận lắm à? Ồ, sao mình không mượn xe của chú Tú đi tối nay à? Tường Biêu, ơi ai đây? Đây, làm gì đấy? À bạn đấy à? Đang gọt mấy củ cải để chuẩn bị nấu ăn đây. Ít xương lợn này cho bạn này. Cái gì? Xương lợn. Sao hôm nay lại hào phóng thế? Nay trúng quả gì à? Tôi hào phóng lâu nay, hào phóng từ nhỏ đến giờ. Cái xương này là ông chú họ, ông trung lợn với người ta đây là ông đem sang cho tôi mà có mình tôi ăn có hết đâu. Phải đem sang cho bạn này. Quý hóa quá nhỉ. Này. Tôi cũng đang cần xương lợn để hầm với lại cái nuôi á. Hay là bà đợi lại luôn đi. Thế có ăn à? Ừ.
À được, nhưng mà từ từ đã, tôi phải về chuột đàn gà đàn vịt ăn đã rồi tôi sang nhá. Được rồi. Nhớ tôi về đây. Ừ, nhanh lên. Ôi trời, cái xe đạp của mình mua rồi. Vừa nãy mình còn đi vào mình để đây mà, để đúng chỗ này mà. Ở đâu rồi? Ôi xong rồi, hay là bị trộm mất rồi. Trời ơi, cái chiếc của mỗi cái chiếc mồi lên trộm mất của tôi, trời chị ơi. Cái xe này bị làm sao đây? Tôi hỏng rồi, trời ơi, xe thuật dích rồi. Có cái xe này bị thuật dích. Làm sao đây, tự dưng đang đi nó lại bị tuột cái xích chứ gì, mắc vào làm sao được nhờ. Ôi, mắc vào. Đói bụng quá ta. Nên nay ăn cái gì được ta. Mắc vào cái gì đấy. Nó làm cái gì đấy nhờ. Có ăn rồi. Bực mình á. Em ngồi làm gì đây? Đứng yên nào. Ôi trời ơi. Mặt mày ta. Đây. Gì? Hả? Sao sao lại cười? Ôi trời em ơi, em thiếu mỹ phẩm để trang điểm sao mà dùng chiếc xe để trang điểm là sao? Thật đâu. Ở trên mặt này. Ôi trời ơi. Tàn nhớ kìa. Lau làm sao mà sạch được? Hả? Phải về nhà rửa nó mới sạch, nó có phải đất đâu mà lau mà sạch được. Thế bây giờ làm sao được? Lau hồi em anh. Không, lau bẩn hết quần áo tay chân của tao sao? Thế bây giờ làm sao? Đây đây, tao cho mày mượn điện thoại mày soi gương cái mặt mày này. Này. Này, đừng có. Eo ơi, cái mặt em. Nào, đưa đây. Trời ơi. Anh Lương. Tuột xích à? Vâng, sửa giúp em đi. Sao lại sửa giúp em, kệ mày chứ liên quan đến tao. Xe nó bị tuột xích. Thì liên quan gì đâu? Ôm mà này. Hả? Xe này xe hàng Tú hay nào á? Đúng rồi. Thì, xe hàng Tú mà. Thì em có bảo là xe của em đâu. Em gửi xe của Tú em đi ra ngoài chợ em mua xương về cho anh Tượng nấu. Nhưng mà đi giữa đường nó bị tuột này. Kệ xe hàng Tú nó kệ nó. Tắt về giá thôi. Sửa giúp em đi mà anh Lương. Không. Anh Lương đẹp trai, trắng trẻo rồi cao to rồi. Tao nẻ lắm tao mới sửa anh nha. Trai đi. Sao đây? Trời. Anh Lương đẹp trai đấy nhỉ. Có cái xích thì mà cũng không nắp được vô. Được cho anh. Anh có chửa được không đây? Nói nhiều nhỉ. Rồi xong. Thôi anh. Hả? Xong rồi à? Xong. Đứt rồi. Sao lại đứt xích thì sao? Thì đứt thì bảo đứt thôi chứ. Xe của em nó đang bị tuột xích mà anh để rửa lại đứt xích rồi sao? Bây giờ xe này là xe của chú Tú này, không phải xe của em đâu mà anh phá. Tao phải đền tất cả tại mày mà. Từ lúc mày đi đúng không? Mày bị tuột xích chứ mày không ấy được, mày nhờ tao thì tao mới làm đứt xích chứ. Nguyên nhân đầu tiên là do mày rồi. Ok, sao là anh lại cứ cãi như thế là sao không nhờ? Hai đứa chúng mày thấy xe tao. Ở đây. Ở đây. Đây bạn. Đây chú. Mi, cái Mi bạn. Anh ơi. Ui giời, cái xe vừa nãy còn lành lặn. Đứa nào? Mi! Đứa nào làm đứt xích của tao? Anh Lương! Mi! Giữ cuộc đứa nào? Chú cho bảo nha. Rút cuộc đứa nào? Anh Lương hồi nay anh đang sửa đứt đi xong anh thay tôi xuống đây xong rồi anh đổi tôi với cháu đó. Xe của tôi này. Bạn này bạn đừng nghe cái mồm điên đó nha, tao nói thật này. Tao đã đi giúp người là còn bị oan đấy chứ, có phải tức không? Cái tự nhiên cái nguyên nhân đầu của mày đi mượn xe nữa. Mày bị tổ chức thì tao vào tao sửa hộ đứt liên quan đến tao. Đúng chưa? À, anh đừng có mà thấy chú Tú ở đây rồi anh nói thế nha. Ừ. Anh sửa đứt mà. Tóm lại là cái nguyên nhân đầu do Kimmy, không liên quan đến tôi. Giỏi nhỉ. Này, tao tưởng đứa nào ăn trộm xe của tao thành ra là mày à? Hả? Sao mày dám lấy xe của tao đi hả Mi? Tao lấy xe bạn đúng không? Hả? À? Đấy, mày lại lươn lẹo tao nói thật với mày nhá. Sao mày bảo là xe mày thằng Tú cho mượn mày rồi? Cái gì? Nào. Mày mượn hồi nào? Hả? Thì tí nữa cho mày cho mượn nhưng mà cháu có chú cứ bắt đặt này, chú bắt đặt cháu nhá. Được rồi thì cháu phải cho anh tựa luôn. Đấy, láo này nó bật cái bạn đừng để cho nó vượt mặt. Kể cả mày nữa. Mày sửa xích kiểu gì đây? Mày sửa hay mày phá? Tôi làm ơn với bạn là tôi đang giúp bạn đấy, bạn đừng có làm ơn cái gì làm ơn hay phá? Mày sửa mày biết sửa không sửa? Đền tao.
tao nói nhiều. Đúng rồi, anh xích mà. Mày đừng có đền. Hai đứa chúng mày. Mặt mày nhá, tao không cần nghe hai đứa chúng mày giải thích nhá. Thầy dắt xe nhanh. Chạy đi đâu mày, chạy vào mắt đi. Đi về gặp thằng Tượng nhanh. Tao cũng đền với cái mặt mày đấy nhá. Nhanh lên. À dạ. Đây, chúng mày vào đây. Anh Tượng ơi, đi anh bạn, nhỉ? Lại cái gì đây? Thả cháu ra. Đứng đây. Thằng kia dựng cái xe ra đây cho thằng Tượng nó nhìn. Đây. Thả cháu ra đâu? Thả cái gì? Lại có chuyện gì nữa đây? Anh Tượng ơi, cho tôi nãy giờ chúng bắt nạt đi em. Bạn ơi, cứu tôi với. Mày còn thích cứu không? Ừ. Đây, bạn nhìn xem cái tác phẩm của hai đứa chúng nó đứt xích xe rồi có đâu. Cháu mượn xe của chú đi nhá, nhưng mà cháu làm tuột xích thôi, còn anh lỗi sửa đứt xích chứ. Chú không phân biệt được đúng sai à? Lại còn cãi. Mà này, anh bảo mày ra chợ mua lợn cơ mà. Tao lại đi mượn xe thằng Tú là sao? Thì ông mượn xe của mày. Mày im mồm, tao không cần biết. Bây giờ tao không cần biết hai đứa chúng mày phải đền xe cho tao. Đền cái chiếc xe cho tao. Bạn ơi bạn. Có cái gì? Có món ngon này. Ừ, đồ ăn. Đồ ăn thì làm sao? Này mày đừng có mà lấy đồ ăn ra mày dụ dỗ cho tao nha. Hôm nay phải làm cho xong cái chuyện này cho tao. Nhanh chứ tao không cần biết đâu. Ừ. Ê, cái thứ khủng khủng cũng giải quyết đi. Thôi được rồi. Bây giờ xích của bạn thì cũng đứt rồi. Thôi để đấy, mai tôi mua xích mới tôi đền mà cho. Thế là xong nha chú nhá. Thế là xong nhá. Còn có mi nữa. Lát nữa tao nói chuyện sau. Sao lại phạt mình em một anh lương ấy làm đứt mà. Anh em có làm đứt đâu. Rõ ràng làm phạt mình mày, nhưng mày sai lè là còn gì em. Mày cũng phải đền cho tao. Đúng rồi. Tôi có tiền đâu mà đền, đây này có cái thân này bạn mới lên. Mày biết tao chơi thắng rồi phải chơi cong nhá. Chẳng có bắt đền, chẳng bắt đền đây. Nguyên người đây. Thế mày sai phải đền chứ sao. Sai đâu. Tưởng nó cái nhu chương lợi thôi, mình ăn đi. Còn rồi ngồi xuống ăn đi, không nguội này. Ăn đi không nguội. Mày cái nồi chương gì hôm nay mà tập mày chết. Phiệt. Ôi thơm quá bạn ơi. Ngon quá. Bạn cho thằng kia ăn ít thôi. Phá không phải nó làm được cái việc gì đâu. Thế đúng quá, chuyện gì cãi làm sao được. Không thể cãi được. Ý. Thôi bạn ơi. Thôi. Nhu dai, thật sạch này. Ngon quá. Ăn trộn ngấu vào số 1 luôn. Ngon quá. Đúng rồi, đang chán ăn tự dưng hôm nay tự đổi món thành cái nồi nấu canh thường lợn này. Ăn tự dưng cái dằm cho ngon cái mồm ăn ngay lên. À, cái nồi nó dai dai này, cái nước nó đậm đà rồi, ui trổ miếng xương này. Xin lên phép anh em nhá. Đã quá rượu luôn. Này, cảm ơn Tú đi. Xương của Tú mang sang đấy. Xương Tú à? Mang sang bạn ngọt ngào thế. Không anh định. Chẳng qua do hàng chuyện nấu ngon thôi. Đúng rồi đấy. Ăn đi. Anh Lương ăn nhiều ký, bác anh Lương sửa xe chú nhá. Chứ còn gì nữa. Xe ra mang ra quán nó sửa đi, tao liên quan gì. Mày làm hỏng mày phải đem ra. Đúng rồi. Có khi nó ăn hết cục xương này nó không đi luôn đấy. Đúng rồi đó, tôi ăn xin phép ăn xương không đi đâu. Thấy chưa. Ôi trời ơi. Phân loại. Phân loại. Lươn liệu. Ăn đi, múc chấm nào, xong nhiều lắm, ăn đi. Nóng hổi và thổi ra. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một subscribe. Ái chà. Một comment. Ái chà. Một like nữa.